đi chợ nhặt Vigo này dễ lắm. Vigo zin đi ổi. Đó là lên nhạc đợi giây cuối cho người ta bất ngờ anh em, thật sự là bất ngờ không gặp nhà này à, nhà toàn đám tay à. Mày đi. Ê, từ từ nha, Liêu đang ngay đầu à. Kìa, ai như cô thắm la 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 che rồi lỡ này á. Từ từ nhá, mình có thể lấy cái ở giữa đó em. Từ từ nhá, cái ở giữa được, tại vì tướng mình nó đang rất là nhiều hệ nó liên quan tới nhau này, nó cũng ngon nghĩa này, đồ xô dinh với cả quyền năng à, kiếm điện à. Mình nghĩ lấy cái này được. Được. CV luôn à. CV là mình có cái ấy luôn đúng không? Mình sẽ up level 6 thôi em ơi. Hoặc là để level 5. Để level 5 nhìn hơi hèn người nhờ. Hơi hèn người, level 6 đi. Gặp nhìn này à. Sojin đi. Sojin quyền năng đi nhờ. Sojin quyền năng crit. Được. Chết cha giống thua vậy. Hỏng rồi. Đừng có thua nhà đấy. Ok. Ê, úp luôn không? Một ăn kẹo ngã về mo anh em. Ngã về mo được chưa? Cùng lắm game mới. Cái này chỉ là BB thôi mà anh em. Không có gì phải căng thẳng cả. Lắp đồ đi. Không có gì phải... Ui, xích che ông này cái gì mà... Quà sinh nhật tài leo me vậy? Kêu hai thì me từ từ nhá. Từ từ lắp hết đồ giống cốt thế. Giết một con của mình rồi này. Mình còn rất là nhiều chết này. Ok, mình nghĩ là vẫn win được á. Ok. Đâu tìm tới nhờ. Đời còn dài, đời còn dài, sao mà đi được anh em. Trận này đến để gặp sao làm trận top 1 bạn nhảy cho anh em xem. Một máu ở 2.2, sau đó 100 máu ở cuối game. Raven à. Nó nhầm con này ngon á. Con này ngon hết anh em. Con này mình phải xài á. Mình cần một con sen đã thay con CV anh em ơi. Đi chợ chắc mình nhặt cái crit phép cái. Lắp Sojin hơi vội nhờ, nhưng mà con Lucian mình thấy cầm Sojin ngon hơn á. Sojin thì tí mình ra con 4 tiền nữa, TF hay là Neko thì mình còn xoay xoay được. Gậy đúng không? Hai cái gậy này. Hai cái gậy à? Không, một gậy thôi. Một gậy một kháng phép anh em ơi. Nên có một đồ thủ. Crit phép với một cái kháng phép có gì là bút rồng. Mình ra con sen này chắc chắn mình đảm bảo cho win trước ấy luôn. Một bé sen thôi. Sen tay con này là xong rồi. Sen. Sen. Cái gì đấy? Thay nào ta? Từ từ, mình còn một tí rồi tịnh tâm cái. Từ nhá. 4 tiền nó vẫn ngon hơn là 2 tiền đúng không anh em? Chắc chắn là như vậy rồi. Su fa su. Mình sẽ bỏ con này vào. Xong rồi bỏ con này vào đây. Như này đúng không? Như này chuẩn chỉ sách khoa nhất rồi đúng không? Chắc không thua như này đâu, chắc không thua như này đâu. Ok. Những con sóng xô luôn. Ông nào bảo cút, người ta hai con ấy rồi này, ông nào bảo cút. Ba ngồi đạo chọn hệ luôn này. Đẹp hệ luôn này ním. Bán không. Chiêu ba ba bốn. Ok, mình không nghĩ tới trường hợp là xoay sang cái bài này anh em. Ra con này luôn rồi à. Ra con này luôn thì hơi mệt nhờ. Mình nghĩ là tên xong mình phải roll đấy. Từ từ. Như có Sojin hơi vô duyên á. Nico 3 tiền này. Roll một tí anh em ơi. Rù Rù chấm hỏi. Wow, quýt con này xong đây không cần. Không được ra con nào rồi ta. Bò. Ê. Ê. Có thật sự là đang roll không? Bay nè. Ê. Vãi cái đái roll không ra gì luôn mà. Ảo nhờ. Cái game này. Roll chưa vậy? Là roll chưa vậy? Mình có Nico nhưng mình nếu mà Nico mình sẽ Nico con này. CV không cần, hoặc Nico bò.
Ấn. Nguyên tố luân. Ấn à? Bài này lấy ấn à? Ấn ở ngoài đào à? Ấn này à? Ở ngoài đào bỏ. Để nó ngoài đào bỏ này ra cũng được nhở? Cũng được, chắc mình mấy bài mình lấy ấn được anh em ạ. Ok, con này sắp 2 đúng không? Roll một ít đi. Ấn này sặc. Ấn này à? Hết rồi. 4 hết không? Bốn hết đây. Đẹp, chắc bán này luôn. Này sư Vigo 2 ở 3.2 à. Ảo thế nhở. Cái con này đi anh em ơi. Con bò mình thấy tăng được. Và mình tính nó ít đồ anh em nhở. Bùm. Bốn hết. Nãy mình tính lấy ấn này á. Nhưng mà nghĩ là bốn hết cũng ngon. Con này hết cũng ngon, ra kêu cũng nhiều. Căn bản con này có 40 mana à anh em. Thì nó có cái xô dinh nó ra kêu nhiều. Tích cái số cho con này. Mình đang đánh bằng Vigo thì mình lấy hết đi. Heartbreaker. Yo my heartbreaker. Xỉn à? Không. Phải là gậy đó. Xỉn không cần lắm. Hỏi huyết kiếm. Hỏi xét đi. Bà mình tính ra đánh đem tay nhiều. Vigo ơi con ngon gì có đồ đâu. Ok. Lên sau lên. Ê, tí nữa lên cấp. 60 máu mà được lên cấp cơ. Nghĩ là mình phải mấy round nữa. Lâu quá. Gọi Lee Sin với con này ra mình đánh 2 hết thôi. Kịp 4 Oddford tiếp không? Fiora với Annie tiếp không? Thật có chứ. Mình thấy 4 Oddford nó vẫn tính hơn là 4 hết. Giờ quan trọng là lên cấp được không đã. Nếu mà muốn kịp năm ngoài đảo thì mình có Fiora, có con Lina thì mình sẽ đánh 5 ngoài đảo. Còn không thôi. Lobby cũng nhiều phép mà, Lobby nhiều phép thì kiểu con Leona cũng ok. Năm ngoài đảo thì mình sẽ được thêm 15% đam. Với 10% đam nếu con này sống cuối nữa. Là 25% đấy. Tới lúc chuẩn bị lên cấp thì bị đóng nguyên sàn. Không, bà chú tầm này mạnh lắm rồi. Tầm này bà này như rồng như hổ. Sao bị đóng được nữa. Bùm. Mình Lobby lỡ kim cương á anh em. Sợ cuối game họ hơi mạnh. Nhưng mà tầm này chắc mình đóng hết rồi. Tầm này vào đây 25 máu. 60 máu nó mới được lên cơ. Lâu thế anh em. Chắc tí mình phải roll nhẹ tiếp quá. Không, đợi lõi xong mình roll. Mình có thể bỏ bớt hết ra anh em. Kiểu như này. Kiểu này nhìn tim mình trâu hơn hẳn. Ờ được á. Cần gì 4 hết đâu anh em. Kiểu như này đi. Mấy con 4 tiền bắt vào nhá. Rồng à? Bỏ rồng đi. Midfall thì giữ được. Quỷ thư luôn này, bò 2 này, ok. Mình slow roll cũng được anh em. Vết này, slow roll thôi nhá. Kịp cả vết 3 vào. What the hell. Chả kẹp được Whitfall nữa chứ, không có slot anh em. Lên được cấp thì mới ra nhưng mà không có đồ chứ. Đổi đồ à? Nâng cấp đổi đồ, ý tưởng không tồi nhá. Hoặc là mình tích tiền để mình slow roll anh em ơi. Thật á. Lắp quỷ thư đi nhờ. Được. Bùm. Bốn mó phót trâu lắm. Sợ không có đam thôi. Ok. Mình nghĩ con này 3 này mình sẽ bù được đam nhiều lắm. Phết đấy anh em ơi. Có tình nhân mà. Rù. Người ta hai con rồi, roll ra có một con thôi. Căn bản nãy mình roll sớm anh em, mà bên BB tỷ lệ roll nó cũng ảo lắm anh em ơi. Tỷ lệ từ roll tới 4 tiền nó cũng ảo lắm. Mình 5 Vigo này, tên sau đó xúc sắc Vigo luôn không? Thật có chứ. Xúc sắc. Ê, cái Vigo này là Vigo không hút máu anh em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ xài Vigo hút máu á. Kiếm Vigo hút máu nhá. Phải ra á. Ây da.
khổng rồ cái lõi kim cương à. Ui còn được mấy, còn Leona, mấy là còn Leona. Leona à, Leona mà phải lên được cấp 48 máu à. Bye này. Kira. Đừng thu nhá. Kẹp bí ẩn rồi đấy, kẹp bí ẩn rồi đấy. Mình hơi tham cái lõi đi mà. Mình hơi tham lấy cái lõi. Ok, đá như này. Mình có thể roll bò ba luôn nhờ. Nhưng mà không có slot anh ơi. I had no slot. Slow roll ở đây thôi anh em. Dễ chưa? Chơi game ngồi slow roll thôi, đâu còn phải làm gì. Đâu còn phải làm gì. Tại đâu có làm gì được. Đâu làm gì được. Ngoài ngồi cùng rolling đâu. Nốt bài đấy. Nốt bài đi nào. Nhìn này yếu, nhìn còn chưa lên chín. Mấy này là gì biết sinh năm bao nhiêu, toàn là đoán bừa mình 88 các kiểu. Kiểu mấy là ghen với cái sự trẻ trung mình anh em. Cho nên toàn đoán mình 88 thôi. Nhưng thật ra là gấp so sinh năm 2k. 2k thì hơi trẻ quá. Thật ra là 2k4 đó. Nhưng mà mình phải khai gian cái tuổi của mình cho anh em đỡ bận ngỡ. Mất công anh em mà bảo là ông này streamer mà lại chỉ như thế. Streamer người ta khổ lắm, sao ông này chỉ vậy, chứng tỏ ông này stream sướng rồi không. Thật ra mình khổ lắm nhưng mà tại vì cái đầu mình luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp á anh em. Cho nên cái tư tưởng mình vẫn là tư tưởng của người trẻ nha. Vậy ha. Thật. Ông nào mà tìm ra được cái hình mình sinh năm 88, cái hình chứng minh nhân dân mình sinh năm 88 cho tiền luôn được chưa. Làm gì có mà cho. Ở nhầm làm gì có mà tìm. Làm gì có mà tìm. Chắc lấy cái dép đi. Làm cho Leona cái áo tròn cái gì đó hay ho. Hoặc là mình ra được xỉn thì mình biến cái Orford. Đấy. Cái dép này lắp được nhiều thứ hay ho đó. 2k thì đổi tên thằng so với chuyện lý. Thằng nghe nó tục quá. Thằng thì nghe nó lại tục quá cơ. À ông này muốn gọi mình bằng thằng thì cứ gọi đi. Không có gọi đi. Không gọi đi, tôi có cấm ông đâu. Tôi cấm ông đâu. Ông có gọi đi mà. Tôi không ban, nó hứa không ban. Gọi đi, ông gọi thử đi. Gọi thử một lần thôi. Hứa không ban. Bye bye đây nào. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Để sao giống mình tự bye bye mình thế anh em. Từ từ. Cái thế này. Con này không có đồ bức nữa anh em ơi. Cái thế này anh em ơi. Nó vào cái thế rồi á. Nhìn này con để đảo chích này ngon. Ngon không? Sao bị Ugot bắn thẳng đầu vậy? Ngon thật không vậy? Ngon thật không vậy? Sao giống Ezreal anti cái chết luôn á. Không, chưa chết được. Ui xém thua này anh em. Echo một round đúng không? Xong mình roll Vigo 3 level 7. Thằng so à. Dạ, em chào anh Nhật Minh. Dạ. Dạ. Dạ em chào mấy anh. Dạ. Mấy anh gọi bằng thằng thì mấy anh nhớ like cho em cái nha. Like cho cái thằng này một cái nha. Dạ cũng được. Kênh cái nghề này là nghề của. Ui có đổ qua đây vậy. Ê, bài này không nên đổ á. Nghề này nghề làm dâu chăm họ mà anh em. Khổ lắm cơ. Thằng luôn. Thằng so luôn. Cái nghề dâu chăm họ. Dấu đi, tên này cần win á. Tên này cần win để tên sau mình roll mạnh. Ủa, ông này còn level 7 nè. Level 7 sắp có Nunu này, ủi từ nhá. Nunu nhìn hơi khó chịu, nhờ chẳng tốt. Ui, Leona mình chết luôn cơ. Hỏng rồi. Từ nhá, Nunu này điên á. Còn thăng hoa vậy. Ai đó cản con Nunu lại đấy, công an nào bắt đấy. Công an ơi. Ừ, công an bắt lại anh em ơi. Còng đầu lại rồi. Tư tưởng non thiệt à. Vigo 3. Tên sau cạn tiền Vigo 3 không? Chứ mình lên cấp thì nó hơi tên sau lên cấp rồi roll thì cũng đần quá nhờ. Anh em ơi, mình có nên lên cấp rồi roll hay là mình roll ở đây luôn? Lên cấp rồi roll trẻ ai chơi đó chứ. Lên cấp thì nhiều tỷ lệ hơn. Nhưng mà lên cấp thì mình còn có mấy giọt. Giờ mình roll ở đây thì ít ra mình không ra. Nhưng mà mình vẫn đảm bảo là mình sẽ top 4 đúng không anh em? Tại mấy ông này gần chết hết rồi. Chứ giờ mình lên cấp xong mình vừa lên cấp xong vừa roll không ra là đã quất luôn. Nó đần á, không roll ở đây anh em ơi. Roll level 7 vẫn được. Giờ lên cấp roll quất luôn. Áo tròn luôn nè. Áo tròn với một cái cung xanh đẹp. Đẹp đẹp đẹp.
Đây rồi. Con này sắp 3 này. Lên cấp à. 36 máu. Phạm vậy. Lên cấp hơi chậm trễ, hơi chậm trễ này. Phải không? Thật sự là lên cấp không? Từ nhá, sao giống có thế đi vậy? Đôi 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 này, xong rồi còn gặp nhìn này. Ê, nhìn này yếu quá, nhìn yếu yếu một. Được, 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 lên cấp hợp lý. Ok, 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 lên cấp, lên cấp, lên cấp. Không sợ. Anh có biết sợ là gì đâu, anh quên đó. Anh quên là mình còn 7 máu. Đẹp. Lên cấp Rio 3, Zin 3 đúng gì? Ừ. Rồi, cái top 7 còn nguyên luôn này. Mày lên ha, mày đi ha. Hỏi ý kiến xong có bao giờ nghe thấy đâu à? À, từ bắt đầu từ hôm nay là bỏ luôn cái từ không bao giờ nha. Vừa nghe xong. Bỏ luôn ha. Ê, Zin hết không? Zin này có tác dụng gì quá hả? Hết không vậy? Bắt mà không bốn tiền vào nè. Có cái gì hay không? Có cái gì hay không? Ê, ra đi. Ra đi, ra cái gì đó đi. Không cút bây giờ. Lẽ giống cút đó nhờ. Ê, cái thế này giống cái thế đi á anh em. Mỗi thứ có 8 con này, ông này vẫn S riêu 1 này. Thu thì hơi bịp. Mấy ông này toàn lên, toàn là lấy khuyến mãi kinh nghiệm xong lên 9 S riêu anh em, nhưng mà toàn S riêu 1 ấy chứ. S riêu 1 thì mày đi. Thì mày đi. Di hình mình một bắn xuyên tâm tiễn. Đi luôn à. Không toàn gì, S riêu 1 thì chưa, mình chưa sợ đâu, S riêu 2 thì mày nè. S riêu 2 vẫn có Garen đấy. Chứ S riêu 1 thì tuổi. Tuổi ha. Top 4 rồi này, top 3 rồi đấy chứ. Giờ đến top 1 đúng không? Giờ đến top 1 đúng không? Rôn hơi đen đó, nghĩa là rôn hơi đen đấy. Vigo, này rồi. Đợi một round nữa anh em. Gặp nhìn này gần 3 mình không thu được á. Một round nữa cho nhiều tiền không? Một round nữa đi. Nhìn này con Nunu nhìn ghê quá anh em ơi. Nhìn đó con Nunu nhìn ghê quá. Mode ra nhiều à. Ây da, đảo không kịp. Gặp bóng chắc là yếu hơn, gặp bóng chắc là yếu hơn. Đi chợ nhặt một con gì đó hay ho. Hỏng rồi, con Grenade này gõ vào con Vigo mình vậy anh em. Giống Vigo mình chết luôn vậy. Chắc không chết luôn đâu nhờ. Giọng này. Từ từ nhá, 10 máu, 13 máu, ơi chứ không thua được. Không thua anh em, ông này đi chợ nhặt một đồ gì nữa cho con. Con Grenade đúng không? Thì mình sẽ phá cái đồ thứ ba Grenade của ông này là điểm. Là điểm. Liền một rao ở đây. Nãy không phải gì là Zin 3 rồi á. Không nghĩ là ra được nhiều Zin vậy á. Đi chợ nhặt Vigo này dễ lắm. Vigo Zin. Đi ổi. Đây rồi. Một tí đi xuyên không? Một tí khả năng là mình biết chơi không? Ây da. Xỉm hụt. Xỉm nhặt luôn cái siêu lừa gút luôn. Nhìn này Keru nhặt cái gì á. À ông này không nhặt thêm đồ mà lại đi nhặt siêu lừa nữa mới. Ê ông này chưa đủ lừa. Đi nhặt thêm món siêu lừa cơ. Vậy đó là Ý hợ. Ê Ý hợ. Lên nhạc. Đợi giây cuối cho người ta bất ngờ không anh em? Thật sự là bất ngờ không? Gặp nhà này à. Nhà toàn đám tay à. Mày đi. Ê từ từ nhá, Liêu Nang ngay đầu à. Đơn. Giọng. Bùm. Hai. Bùm. Hai. Tí bán hết là Zin 3 không? Máu này là đủ này. Bùm. Một tí bán hết là Zin 3 không? Đây rồi. Hello YouTube. 15 máu à, giờ làm sao để thu ông kia đẹp nhờ. Một tí chấp chấp không anh em? Mình nghĩ là còn một tí chấp chấp á.
15 máu, mình 19 máu lận cơ. Mình 19 máu lận không chết được á. 19 máu mà chết thì bịp. Chắc chắn mình xí được một con luôn. Chắc chắn luôn. Ê từ nhá. Tại mình có Leona cầm áo tròn. Xong thắng luôn không? Không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. It's time. Con này chắc là không ôm gì đâu nhờ. 1, 2, 3, 4, 5. Một máu đẹp luôn hả? Tính toán chili. GF chili. Câu tạm biệt em nói trên môi. Jin. Hồi nãy bác có Jin hối hận ha. Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Jin 3 đúng không? Jin 3 đúng không? Giờ bán được con gì không nhờ? Giờ bán được cái gì không ta? Anh em ơi, nếu mà Jin với cả Jin 3 với cả VO 3 thì nó có cần hết được 6 con nguyên đám bên đây không anh em? Nhưng mà bên đây có xíu lừa đấy chứ. Không biết có cân được không nhá. Nếu mình lên được xong mình bán hết thử không? Lại tháo đồ này chấp tiếp không? Chấp tiếp không? Bùm. Làm ơn. Đi mà. Ui, rất là nhiều bốn tiệc đi. Theo ra đi. 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 Bán gì hình luôn. Đi. Đi. Không được anh mới. Khó. Mình muốn cống hiến hết cỡ rồi mà không được anh mới. Muốn cống hiến hết cỡ rồi mà không được. Sorry em nhiều quá. Chấp thêm một round nữa à. Vẫn chấp à. Vẫn cứ phải là chấp à. Lại chấp. Thế tôi mới không kêu tôi FF cho lẹ đi. 7 máu vẫn chấp. Giờ bán hết rồi, bán hết thì lát mà mình lỗ không kịp á. Bán hết phải bán từ ra quái cơ. Bán ra quái thì được anh em. Mình nghĩ 20 tiền ra được chứ. Mà pha kia mình không bắt gì hình ấy quá. Biết thế bắt gì hình nhỏ là đẹp luôn. Anh em xem chưa like cho mình xem like nhá. Cho mình xem một like có sự cống hiến ngạo nghễ này nhá. Vì đó là gợp xòa. Cảm ơn em rất nhiều vì đã theo dõi hết video. Anh em đừng quên để lại một like, một follow, một subscribe kênh để giúp mình có thêm động lực phát triển kênh và ra thêm nhiều video hay hơn về TFT nữa anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.